Từ 7 giờ ngày 19 tháng 6 đến 22 giờ ngày 20 tháng 6, tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Nam, đi theo hướng cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và ngược lại. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên đi theo hướng quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 và ngược lại. Xe từ các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường Vành Đai 3, đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt. Để đảm bảo an ninh an toàn cho đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam, sáng nay Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn tập đón dẫn và bảo vệ đoàn từ sân bay đến các điểm dự họp. Ngay từ đầu giờ sáng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã có mặt để kiểm tra phương tiện, kỹ thuật trước khi tham gia công tác diễn tập. Dàn xe chuyên dụng được sắp xếp ngay ngắn. Cán bộ chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ, quyết tâm đảm bảo an toàn cho đoàn khách và nhân dân. Chúng tôi cũng được huấn luyện riêng cho nhiều nội dung liên quan đến công việc của cảnh sát giao thông, tập luyện làm quen với các phương tiện chuyên dụng, hướng dẫn chỉ huy khi ngồi trên các phương tiện. Ngay sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đoàn đã di chuyển tới các vị trí đón dẫn. Triển khai thực hiện nhiệm vụ vào giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đông. Cán bộ chiến sĩ vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn khách, vừa phải đảm bảo hoạt động học tập, làm việc của người dân. Thời gian qua, hình ảnh cảnh sát giao thông đi mô tô phân khối lớn trên đường phố, đảm nhận việc dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ vì sự hiện đại, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự kiên trì và ý thức kỷ luật tuyệt đối. Bởi nếu sai, thì không có cơ hội làm lại. Điều khiển một chiếc mô tô phân khối lớn như này thì người điều khiển thứ nhất là phải có chiều cao và sức khỏe và có tập huấn kỹ càng, được cấp bằng chứng chỉ nghiệp vụ và được thường xuyên tập luyện các kỹ năng. Bản thân thì là cán bộ chiến sĩ thì luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Công an thành phố giao cho này. Dự kiến trong ngày mai sẽ diễn ra các hoạt động thăm chính thức. Do đó, người dân cũng cần chú ý tham gia giao thông, tuân thủ chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên đường, chú ý nhường đường cho các phương tiện xe ưu tiên khi di chuyển. Thống kê trung bình mỗi năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức khoảng hơn 500 phương án đón dẫn đoàn, phục vụ cho các đoàn khách, nguyên thủ quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.